màng sương đêm. Thương thương cho chánh pháp suy tàn, mà giáo thịnh hành. Mình một mình sao đủ quy, dẫu thét lên tiếng hát giữa trùng dương. Lòng dặn lòng nguyện không núng nao, dẫu chết đi tiếng hát mai còn lan. Ôi lang thang là gió lang thang. Mình một mình lang thang trong vũ trụ sang hà, không ai trọng ai màng. Lòng vắng lòng nguyện mang gió đi, đem thanh lương dân trọn cho trần gian. Mình vắng mình bồ đề tâm kiên cố, đạo như lai vàng kiếp nan tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử đằng xa thân mến. Giờ này là 3:30 ngày rằm Thanh Giêng âm lịch. Hôm nay là ngày rằm mà các Phật tử gọi là ngày đi cúng chùa, gọi là thượng nguồn thiên quan tứ phước. Ngày rằm Thanh Giêng gọi là thượng nguồn thiên quan tứ phước, cái đó là sắc tạo, là tạo họ để vậy thôi. Chứ học đạo Phật thiệt á, cũng không có tin là tạo lắm chi. Còn Trung Nguyên á, thì lịch tạo họ để trong sách độc hạp, họ gọi là địa quan xã tội. Còn rằm tháng 10 họ gọi là hạ môn thủy phủ giải ác. Qua bao nhiêu năm học đạo hành đạo, tôi thấy những cái điều đó không đáng tin cậy, không có gì đáng tin cậy hết. Nhưng mà người xưa bày thì người nay làm, người xưa nói thì người nay nghe. Đương nhiên là có quyền nghe và có quyền bác bỏ, không có gì tội lỗi hết. Nhưng mà cái nghe cũng nhiều lắm, cũng nhiều lắm. Cho nên là cũng có người xưa người ta nói rằng là làm văn hóa sai lầm thì nó giết chết từ thế hệ này tới thế hệ khác, đó là có thật. Làm thầy thuốc sai lầm có thể giết chết mạng người, một mạng hai mạng ba mạng cũng có thật, cũng có thể là có thật. Còn làm văn hóa sai lầm thì nó giết chết từ thế hệ này, tàn hại từ thế này thế hệ này tới thế hệ khác. Hiểu sai lầm rồi mê sai lầm. Nói chung ngày rằm mà biết bao nhiêu Phật tử trên riêng về Trung Quốc với Việt Nam thì tin triệt để hai cái lý thuyết này. Còn các nước khác thì cũng có, nhưng mà có khi các nước khác thì tin cái kiểu cũng na ná vậy mà nó xê dịch. Đây là ngày rằm thượng quân này thì Việt Nam với Trung Quốc 100%. Anh trai cũng lựa ngày rằm mà ăn, chứ ngày khác ăn người ta cho là ít phước. Anh trai ngày rằm mà có phước, nên ăn ngày rằm mà lỡ mà quên đi đá được tiệc gì đó mà ăn mặn chút gì đó về hối hận dữ lắm, sợ dữ lắm. Cái đó không cần thiết đâu, không cần thiết phải sợ vậy đâu. Thế thì hôm nay là ngày rằm
âm lịch ngày rằm tháng giêng năm Canh Dần, mà nhằm ngày 28 tháng 2 năm 2010 chúng ta tiếp tục chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Thì nói hướng dẫn tu học là tôi nói vậy để nhắc nhở động viên Phật tử vậy thôi. Thì thật là triển khai những cái bài thơ để gửi đến Phật tử gần xa, ai bằng lòng nghe, bằng lòng chơi, bằng lòng vui thì đọc, nghe, còn không nghe cũng không sao, không có chuyện gì trở ngại. Mà nghe được bác bỏ cũng không có gì trở ngại. Kinh điển của Phật nói mà mình cũng có quyền nghe rồi phải suy nghĩ đúng rồi mới là thực hành. Còn mà suy nghĩ mà mình thấy nó có cái vẻ gì siêu hình, quyến hoặc, quan đường, ảo tưởng, bịa đặt, mình có quyền bỏ mà không hề sợ tội. Cái đạo Phật của chúng ta là vậy đó. Không ai nói kinh là trong kinh gì mình lật ra mình cũng nghe. Không ai nghe nói trời trời Phật vậy. Rồi người ta nói gì trong đó mình cũng nghe. Học đạo Phật là phải anh hùng như vậy, phải ngang tàn như vậy, phải trí tuệ như vậy. Người ta nói mình ngang tàn chứ kỳ thật là do trí tuệ mà ra. Chứ mình dám đánh đổ, bác bỏ một sự việc nào đó ở trong gọi là kinh mà mình thấy không chịu, mình có quyền bác bỏ. Tôi nói ví dụ như kinh Đại Niết Bàn mà cái phẩm Trà Tỳ đó, mà nói rằng là phải tẩn niệm Đức Phật bằng cái kiểu của chuyển lên thất vương là cũng không chịu rồi. Ông Phật của chúng tôi đâu có thèm cái địa vị chuyển lên thất vương, mà thèm thuộc không được để tới ngày chết rồi mới là nguyên với tở của quốc vương thái tử đại thành rồi hùng tiền lại nguyên tở rồi mới làm ra một cái quan rồi cái quách rồi cái giải sồ rồi bông hoa rồi nước hoa thơm rồi hương thơm rồi đem vô tẩn niệm. Cái kiểu của chuyển lên thánh vương như vậy Phật tôi mới giữ ý là sao? Nói như thế là tôi cho là nói bậy hẳn hoài. Cái đó là do ai đó muốn cái ngày chết của mình cho nó linh đình, cho nó lớn, mình làm tháp miếu rồi cho nó dữ tợn, bày ra cái trò nói vậy. Chứ còn đạo Phật của tôi không tin là Đức Phật của chúng tôi như vậy. Nếu có thể đồ cái địa vị chuyển lên thánh vương đó thì vua thái tử Tất Đạt Đa làm vua rồi ăn sung sướng, ở sung sướng, vinh quang hiển vinh hiển trong một cuộc đời sung sướng chứ ai mà ngu dại gì mà đi làm người ăn xin trong một cuộc đời 80 năm rồi cái thèm thuồng đó để sau khi chết thì đệ tử mình nó làm cho mình. Vậy là Đức Thế Tôn cái gì? Vậy là trí tuệ cái gì? Vậy là giác ngộ vô thượng Bồ Đề cái gì? Cho nên là tôi chống kinh đó. Bất cứ từ đâu làm ra, bất cứ là ai biết, bất cứ là tổ nào nói, tôi chống cái đó. Thì chống mà nói chống vậy thôi, chứ kỳ thật là mình không nghe là được rồi. Mình không tin, mình không nghe, mình không làm theo, đó là chống đó. Nhưng mà chống là mình cự nữ, mình phản đối quyết liệt rồi cãi cọ để cho tới rầy rà, tới kiện tụng, tới đánh lộn này kia. Không phải chống vậy, đạo Phật chống không phải chống vậy. Chống là mình không nghe, không có chân lý, mình không phục, mình không nghe. Thế thì hôm nay là tôi gửi đến các vị cái đồng đề cái bài thơ là chơi. Mà cái lập trường của tôi thì trước sân như mật tôi không có chối gì hết á. Không bao giờ là nói rồi phủ nhận lời nói rồi chối cãi, lúc trước nói về lúc sau nói khác. Tôi thì cái từ chơi này là tôi dùng ý xài từ lâu rồi. Phải tập kiểu chơi. Cái kiểu chơi của người tu hành nó có cách chơi. Mà theo cái thiền phái Lâm Tế thì ông Tổ Trúc Lâm này ông gọi là cái người tu hành phải là cái người vô sự, cho nên là mọi việc làm của mình đều là mình coi như là không có làm gì hết.
làm tất cả mà coi như không làm gì hết, không làm gì hết mà làm tất cả, làm rồi buông bỏ, không bảo thủ, không xem trọng, không quý, không lưu luyến cái việc làm của mình, làm mà như không làm, không làm mà làm, cái nghĩa ý nghĩa chơi là vậy. Cái việc làm của cái người đạo sĩ, của người tu hành, làm mà không thấy mình làm, cũng như Đức Phật thuyết pháp rồi, người ta gọi là 49 năm hay 50 năm gì đó, xê xích không nhầm gì hết. Đức Phật cuối cùng là Đức Phật đó, ta đâu có nói gì đâu. Các hàng đệ tử cũng như những người thông thường, nó nói Như Lai có thuyết pháp, chứ thì thật Như Lai có thuyết pháp gì đâu. Bởi vì những điều mà Như Lai nói ra để nhắc nhở cho những người nào có lòng tin muốn đi theo con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật đó, thì những điều đó là những điều mà là của vũ trụ vạn hữu vốn có. Còn Thái tử Tất Đạt Đa tư duy quán chiếu nhận thức ra cái chân lý đó rất đúng với cái sự thật của cuộc đời, rồi người ta gọi ông là thành Phật, người ta gọi ông là thành Phật. Mà Phật là gì? Phật là cái con người được giác ngộ chân lý hoàn toàn. Rồi ông thành Phật rồi thì ông nói cái chân lý mà ông nhận thức được của vũ trụ vạn hữu đó, rồi ông nói ra cho các đệ tử, ai muốn đi con đường đó, muốn gột rửa, muốn loại trừ những cái quả khổ và cái nguyên nhân khổ thì nghe theo, nghe theo, làm theo như vậy là diệt trừ được cái nguyên nhân khổ thì cái quả khổ không còn, người đó có sung sướng, có an lạc, gọi người đó là niết bàn, là được niết bàn. Thế kỳ thật cũng không có được gì hết, chẳng qua là nó không còn khổ nữa vậy thôi, không còn khổ nữa thì gọi là niết bàn vậy thôi, chứ cũng nói là được là đắc cái gì cũng không có, nó không còn quá khổ nó được niết bàn đó, thì cũng có thể gọi nó tên khác là cực lạc. Cực lạc là chỉ cực là tốt, là rất vui, là tốt vui, là very good. Cho nên là cực lạc niết bàn là cái tên khác vậy thôi, chứ còn cực lạc cũng tức là niết bàn, mà niết bàn là tên khác của cực lạc. Thế thì ai muốn đi con đường giải thoát giác ngộ, được cái sự an vui tột cùng, gọi là người giảng sanh qua lập sanh ra, bước qua cái thế giới an lành, gọi là cực lạc. Từ khổ mà bước sang qua cái thế giới sung sướng, gọi là niết bàn. Thế thì cực lạc là niết bàn, chẳng qua là con người hết khổ. Đức Phật nói những điều đó, chỉ rõ những cái nguyên nhân đoạn trừ cái nhân của khổ để cho hết cái quả khổ, tạo cái nhân an lành để được cái quả là rất vui, là cực lạc, là an lạc, là niết bàn. À, cho nên là theo thiền lúc là thế, là cái cách tu hành gọi là chơi cũng là tu này, chơi tức là tu này. Thế thì ta sẽ suy nghĩ tới cái đầu đề chơi này coi sao đây. Chơi là cái gì đây? Tôi đọc bài thơ. Thiền gia đa sự lắm long đông, vô sự chơi đi hiểu sắc không, sắc sắc không không lời liễu nghĩa, mưu đồ danh lợi hại tông phong.
Tức là cái bài thơ này tôi làm ra là do ở trong một cái hoàn cảnh mà mình chợt nhớ tới, chợt nhớ tới cái thân phận, cái việc làm của những người tu sĩ, những người đạo sĩ, mà ở đây tôi dùng chữ thiền gia. Những người tu sĩ, những người đạo sĩ đó là tôi gọi là thiền gia, nói năm nay tôi gọi là nhà thiền. Nhà thiền tức là cái người tu thiền, học thiền, hành thiền, sống ở trong một cái môi trường, cái hoàn cảnh nhà thiền, tức là ngôi chùa vậy. Như vậy là người ở trong chùa, trong chùa nó có thiền đường, người ở trong chùa gọi là thiền gia, là thuộc về cái người ở trong cái môi trường hoàn cảnh tu hành về thiền định, cho nên người tu hành gọi là thiền gia. Thiền gia cũng chỉ cho nhà chùa, cũng tức là cái chỗ tu hành. Thế thì thiền gia là ai mà trở thành người đa sự đó thì nó cực khổ lắm, không tu hành được gì đâu. Thiền gia mà đa sự thì lắm cực khổ lắm. Thì thật thật mà nói, khi mà tôi viết cái bài thơ với cái đầu đề chơi này là tôi có nhớ tới một số anh em tôi, huynh đệ tôi và một số đạo bạn, những người cùng tu học trong nước cũng như có số ngoài nước. Có nhiều người ta được những cái một cái phước báo nào đó, người ta ở ngoài nước rồi người ta cũng xây cất dữ lắm, cất chùa lớn, còn có người thì nhiều chùa, có người thì chùa lớn lắm, chùa đẹp lắm, có người thì nhiều chùa, không phải một chùa mà tới 5, 7, 10, 15 cái chùa. Ở Việt Nam này cũng vậy, có những người đạo bạn của tôi nhỏ tuổi hơn tôi, có người nhỏ hơn rất nhiều, 20-30 tuổi, có người nhỏ hơn 5 tuổi, 10 tuổi, mà người ta cũng làm chùa dữ tận. Một cái chùa vẽ cái bản đồ lên cái là nói là 150 tỷ, 100 tỷ. Còn cái chuyện mà 10 tỷ, 15 tỷ là chuyện bình thường nhiều người làm được. Thì riêng hoàng tôi thấy cái đó cực quá. Tôi cho cái đó là đa sự. Có người làm rồi, 70 tuổi làm chưa rồi. Có người 75 tuổi vẫn còn đang làm, có người 80 tuổi vẫn còn đang làm. Và có khi làm chưa rồi cái việc làm của mình đã chết, mà tệ hơn nữa là chết rồi còn để lại nợ 2 tỷ 3 tỷ 5 tỷ, thì bổn đạo phải đi năn nỉ thương lượng để mà trả cái nợ cho thầy mình. Cái đó là tệ dữ á, đó là sự thật. Nhưng mà để mình không có quyền nói tới người ta làm chi, nói là ta đau lòng, nhưng mà đó là sự thật. Tôi nói vậy là nhiều người nghe biết, và thậm chí là mình ở trong cái hoàn cảnh đó, đã bị trong hoàn cảnh đó. Thế thì cái việc làm chùa như vậy, nhìn bằng cái nhãn quan của những người đệ tử Phật học đạo hành đạo, và là người đệ tử có học Phật, ta không bằng làm cái đó, ta không vui với cái tài năng như thế, không vui cái đạo hạnh, đạo nghiệp, đạo quả như thế,
cái quả của người tu hành là giải thoát giác ngộ, đạt tới cái trình độ giải thoát giác ngộ cỡ nào đó, gọi là chứng đạo, là đắc đạo, là liễu đạo, là căn cứ trên cái quả giải thoát giác ngộ. Chứ mà căn cứ trên cái quả nhiều chùa, nhiều tháp, nhiều thiền viện, thật nhiều tiền, cái đó không tốt. Cái đó lòng đồng đó, cuộc đời lòng đồng đó. Tôi nói như vậy thì có những người mà mình được một vị thầy của mình nhiều chùa, nhiều thiền viện, nhiều sự nghiệp á, nghe tôi nói vậy rồi buồn. Tôi biết có những người nghe nói vậy nó động tới thầy tôi rồi, động tới thầy mình rồi đó. Cái ông này ông nói tới thầy mình rồi đó, không phải tôi nói nhiều lần rồi, cuộc đời tôi không có cạnh tranh với ai cái gì hết. Cạnh tranh sự nghiệp không có, cạnh tranh chùa nhiều chùa ít không có, cạnh tranh chức tước quyền hành không có. Cho tới bây giờ cái tuổi này lẽ ra người ta chết rồi, nhiều người bạn bè của tôi, huynh đệ tôi chết rồi, thì cho tới ngày nay đó thì tôi không có cạnh tranh gì hết. Tôi chỉ có một cái vui dạy là tôi nhìn bằng cái đạo nhãn của kinh điển mà dạy ra đó, nhìn bằng con mắt đạo đó, tôi thấy rằng là tu hành mà mình vướng vào trong cái việc mà kiểu đa sự đó thì nó cực, nó khổ thân, nó khổ tâm, nó khổ thân, mà nó lệch lạc cái mục tiêu của người đệ tử Phật. Cho nên cái đó tôi không thích, cái đó có thật. Và khi mà tôi triển khai kinh điển là tôi thường hay nhắc nhở, tôi xoáy sâu về cái chỗ đó, để tôi hy vọng rằng là những người anh em huynh đệ của tôi, những người đồng đạo với tôi, bớt cái đa sự đi, để có cái thời giờ mà tư duy và quán chiếu, mà chơi và vui với cái vui tự có của mình, cái vui tự có, cái vui tự tâm nội tâm của mình, cái vui đó nó mới bền vững lâu dài, mà không ai giành được, không ai giật được, không ai dùng cái thế lực nào mà cướp lấy của mình được. Cái vui đó là cái vui giải thoát, cái vui giác ngộ mà do mình học đạo, hành đạo, mình đạt đạo, mình đắc đạo, là đắc cái vui đó. Cái đó cũng gọi là mình giáng sanh cực lạc. Cái đó cũng gọi là mình chứng đắc niết bàn, là cái đó, là cái vui tự có đó. Tôi nói như vậy có nghĩa là vãng sanh cực lạc là trong lúc mình còn sống nha. Ngay trong lúc mà mình hoạt động, mình sống, mình ăn mặc, ở ngủ và mọi thứ hành động mình trên đời này, mà mình có an lạc thật sự, gọi là mình vãng sanh cực lạc đó. Mình bước qua một thế giới cực lạc, mình sống, mình ở, mình gọi là vãng sanh đó. Là bởi vì nếu mà mình sống mà mình không biết tu thì là mình tham lam cực độ, tham lam không thành tựu được, rồi bị cái đối lập nào đó, cái trở ngại nào đó, cái đối thủ nào đó, mình không như ý, mình giận dữ cực độ. Giận dữ có thể là cãi cọ nhau, kiện tụng nhau, và có người giận dữ quá là người ta có thể tiêu diệt nhau. Trên thế giới có những người họ giận quá, họ giác súng. Ở mấy cái nước mà tự do có súng đó, họ bắn hàng loạt, cái chết hàng loạt là do giận đấy. Giận cực độ, bất mãn, bất bình, bất dĩ, cực độ là bắn chết nhau hàng loạt.
Thế thì tham lam cực độ, giận dữ cực độ, si mê cực độ, kiêu mạn cực độ, nghi ngờ cực độ, không còn đức tin nữa, thì người ta làm những cái tội lỗi nào cũng là, mà mình giác ngộ rồi mình không làm cái đó, mình không làm cái đó tức là mình không, mình vượt qua được cái khổ cực độ đó, gọi là vãng sanh cực lạc. Như thế là cái chữ cực lạc là cái cảnh giới toàn vui, an vui, rất vui, là ở trên mặt đất này. Cha ta đã chết rồi, cái quan niệm mà chết rồi mới được vãng sanh, cái quan niệm mà bệnh rồi mới mời thầy tụng kinh cầu an, chết là gì và mời thầy cầu siêu để được vãng sanh cực lạc phía mặt trời lặn là phương Tây, là cái quan niệm đó người đệ tử Phật hoàn toàn không chấp nhận được. Niết bàn cũng vậy, Đức Phật Thích Ca là ngay cái lúc mà đắc đạo rồi đó, là đã có niết bàn vô thượng rồi đó, đã có bồ đề vô thượng là đắc đạo rồi đó, là gọi là bồ đề vô thượng. Mà kể từ khi mà có được cái bồ đề vô thượng đó, tức là cái trí tuệ giác ngộ chân lý tôn đỉnh đó, là đã có an vui tôn đỉnh rồi, không có các cái nguyên nhân khổ nữa, không tạo các nguyên nhân khổ nữa, thì cái quả khổ không có. Mà quả khổ không có thì gọi đó là cảnh giới Niết Bàn. Như thế thì chứng đắc cảnh giới Niết Bàn ngay trên đời sống của Đức Phật Thích Ca, từ khi có được cái trí tuệ giác ngộ vô thượng, thì trong lúc đó là khoảng 30 tuổi gì đó, có người nói hơn kém gì đó không sao đó, cái chuyện người ta nói 30, 31, 32 chịu đó mình không, đừng có rằng mình quan tâm cái đó. Tức người nói Đức Phật 19 tuổi đi tu rồi 30 tuổi thành đạo, tu học 6 năm lúc 30 tuổi thành đạo, có người nói 23, 34 gì mới đi tu, thế là 33, 34 gì mới thành đạo thành Phật. Chuyện đó đừng quan trọng. Sách vở ta gọi là tam sao thất bổ, cả là 2000 mấy trăm năm rồi, viết qua viết lại sao tới sao lui, lịch sử cái chuyện mà khoảng trăm năm nay mình viết còn sao tới sao lui, còn chuyện ngàn năm thì làm sao mà chính xác được. Thế nên đừng có tốn sức mà cãi cọ những cái điều đó, chỉ biết rằng là Đức Phật mà khi mà thành đạo rồi là tức là giác ngộ là thành Phật. Mà thành Phật rồi tại sao được sung sướng, là tại vì thành Phật rồi tức là cái trí tuệ đạt tới đỉnh cao, đạt trí tuệ đạt tới đỉnh cao thì chuyện sai trái không làm, chuyện sai lầm của thân của biển của ý hoàn toàn không còn bị sai lầm nữa, cho nên không có tạo ra cái nguyên nhân xấu ác tội lỗi. Vì không tạo nguyên nhân xấu ác tội lỗi cho nên không có cái quả xấu ác tội lỗi, không có cái quả khổ, chứ không có cho ai ban ai tặng gì hết. Cái đó là tôi cũng nói hoài vậy. Là bởi vì tôi nói không phải là có một lần một Phật tử nào nói nghe, mà từng đạo cứ người nào bằng lòng nghe thì người ta có thể là xuất kỳ bất ý, lúc nào đó người ta chờ người ta nghe. Cho nên là khi tôi nói có cũng có những nhiều Phật tử khó tính đó, nó cái đó tôi nghe rồi thầy cứ thì nói hoài, không phải vậy. Nhưng mà tôi đã đưa ra cái ví dụ cũng rất là hay đó. Một cái bộ bài tiếng sắc thôi, một cái bộ bài cào cơ rô trụ bích thôi, mà người ta đánh cái bài cào đó, ta đánh nào là bài cào ba lá, là cái tê sáu lá rồi, rồi ta kéo bằng đánh phé của sáu lá rồi, rồi ta đánh gì đó nhiều lắm, tôi thuộc không hết, sát nghiệp chết cuộc đời chỉ một bộ bài cào cơ đồ chủ bích thôi, mà ta sáng tạo ra bao nhiêu kiểu cờ bạc bằng cái bộ bài cào. Rồi cái bộ bài tứ sắc là tướng sĩ tự xe phong ngựa tốt, có bốn bài đó thôi mà sát nghiệp chết người ở trong cái bộ bài quốc, cái bộ bài tứ sắc đó, ở trong cái bộ bài quắc này nó có
cái tên là quách hoa rang không, người ta cũng chết gì đó. Nói chung là các cái thứ bài, các cái thứ cờ bạc, cái con thổ lò có sáu mặt thôi, mà tiếng Trung Quốc gọi là nhất gì xa xí ngộ ngổ lá, có con thổ lò sáu mặt nó mà chết không biết bao nhiêu người. Từ khi lớn lên nhiều biết chơi bài bạc cho tới 80 tuổi vẫn còn chơi một cái con thổ lò sáu mặt mà cho tới chết, một bộ bài tứ sắc cho tới chết, một bài bài cào tự tán và bài sẵn cho tới chết. Nó không có nhiều thứ đâu, cỡ như vậy cũng chết rồi. Thế thì giáo lý đạo Phật cũng vậy, các vị học thì học trước cũng như học sau đều là vấn đề kiến hoạt, tư hoạt, trần sao hoạt, vô minh hoạt. Cứ bao nhiêu đó mà nghiền ngẫm, mà tư duy, mà học tập. Cho nên là mình không phải đòi hỏi cái gì nhiều lắm đâu. Bây giờ tóm lại cái bài mình là thiền gia là không có được đa sự. Đa sự nghĩa là mình làm được nhiều đó. Mình xây chùa quá nhiều, quá nhiều tiền, quá nhiều cảnh là thuộc về đa sự rồi. Không biết nguyên thì tiền ở đâu mà ra, vô là phải nguyên thôi, phải đi thôi. Mà nếu không đi thì cũng gửi thơ, gửi thơ thì soạn thảo thơ, mà gửi mà nói sao cho nó ra tiền được, nó đâu có vừa. Do vậy cho nên là làm nhiều quá, đa sự quá, tháp tốt quá, chùa tốt quá, nhiều tiền quá, nhiều ngôi quá, là thuộc về đa sự. Mà đa sự là đương nhiên là lâm đau rồi, đa sự là đa hoạn, hay nhiều việc là lo nhiều. Vô đa ngôn đa sự, vô đa sự đa hoạn. Không nhiều lời mà há nhiều lời là nhiều việc, mà không nên nhiều việc, vì há nhiều việc thì phải nhiều lo. Cho nên việc tu hành khó lắm, nó khó. Tu hành thì ai làm cũng được, nhưng mà nó khó có cái là mình tự thắc mình là một việc rất là khó. Cái người tu hành là chỉ có cái là cái bậc nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Trong bữa ăn cơm nó cũng phải đặt ra cái vấn đề ngũ quán. Thực tế thì kheo thực toàn ngũ quán, Phật dạy thầy thì kheo trong khi ăn cũng phải là giữ gìn, phải nhớ năm tám quán. Một là kế công đa thiểu, tính rồi cái công quả mình tu hành ăn nhiều hết. Lượng bị lại xứ là nghĩ coi cái việc mà người ta đem người ta dựng, người ta cúng cho mình ăn đó, nó cái giá trị của nó như thế nào, công lao của người ta như thế nào, cơ khổ người ta như thế nào, thì mình ăn rồi mình phải làm sao, mình phải làm sao cho xứng đáng để mình ăn cái đó. Tôi nói ví dụ hồi nãy là tôi ngồi tôi ngủ thức dậy tôi vậy không có nổi đó, nhưng mà tôi bắt buộc tôi nói mày phải sắp, bởi vì người ta làm ăn bao nhiêu ngành nghề là cực khổ khác nhau, mà người ta ủng hộ cho mày ăn đấy. Thế thì bây giờ là mình đã có ấn định cái chương trình là hướng dẫn tôi học từ xa, thì bây giờ phải sắp ngủ mê cũng phải sắp. Đó gọi là nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, là cái ý nghĩa vậy. Mỗi người có một việc làm khác nhau, hoặc người ta dạy từ ngồi thiền, hoặc người ta dạy từ đi công phu tịnh độ, phải sức phải làm, chứ không vì cái sự sung sướng của riêng mình. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Cái thứ hai là nhị phong kỷ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng, xét coi cái đức hạnh của mình nó có ngang bằng với cái sự cúng dường của người ta hay không, nó tròn vẹn hay là nó có sai khuyết gì để mình tu tập thêm nữa, mình tấn hành nữa. Cái thứ ba là gọi là tam phòng tâm lý quá tham đắm di tâm. Cái thứ ba là phải ngăn ngừa cái tâm của mình cái sự lương dục dị liệu mềm khô. Cái thứ tư là cái món ăn của người tu á, mà Đức Phật hồi xưa là không cần ăn ngon,
ai cũng nhiều gì là anh ấy không lựa chọn, thậm chí đi cứ thật là không được bỏ nhà nghèo mà chọn nhà giàu để được đồ ăn ngon. Cái đó là trong kinh điển có nhắc cái chuyện mà ông Tu Bồ Đề lý với ông Ca Diếp. Ca Diếp là tu hành đầu đà, ông lựa nhà nghèo. Ông vẫn chịu sinh nhà nghèo hơn. Còn ông Tu Bồ Đề thì có chừng là tôi nói mà nở có lộn rồi, có chừng là nhà một ông thì thích thì đi khất thực nhà giàu hơn, còn ông thì thích đi kiếm nhà nghèo vì lâm lượng người ta nghèo quá, ta ít thuốc, ta thiếu thuốc, cho nên mình đi quá trai để cho ta gieo cái duyên, ta cúng để đời sau ta được thuốc, ta không nghèo nữa. Do vậy cho nên là cái ông Ca Diếp là ông chọn nhà nghèo để ông gieo nước cho ta. Còn như ông Tu Bồ Đề thì ông lập luận rằng là đi xin nhà giàu thì để cho nhà giàu gieo nước, chứ không mà họ ăn xài phóng túng, họ hưởng hết phước rồi thì đời sau họ nghèo, ví dụ vậy. Thì hai cái lập luận đó thì mỗi ông đều là mỗi người mỗi mặt với mỗi ý thì đều là không sai. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca thì không có tránh hai cực đoan đó. Người ta đi khất thực thì phải đi từng nhà và ta cho giảng ấy mà mình không được chê khen, coi cái thức ăn đó giống như là cái thuốc, giống như cái người mình ta bị ghẻ nhọt cái hoành hành và cần có bất cứ thuốc giám gì, cái thuốc gì mà làm cho giám vô nịch vô nó hết đau là được. Đường lối của Đức Phật là vậy, coi như là thuốc để trị bệnh, để chữa bệnh vậy thôi. Vậy cái món thứ năm là ngũ vị thần đạo nghiệp phương thọ thử thực. Cái món quán thử thứ năm là vì làm nên đạo nghiệp mới lãnh thọ cái thức ăn cũng nhiều. Mà đạo nghiệp của cái người tu hành là cái gì? Đạo nghiệp của người tu hành là phải bồi dưỡng cho mình có một cái đức tự lợi, một cái đức tánh, một cái thành quả tự giác. Tự lợi thì mình lại sao? Tự giác là giác tha. Thế thì cái đạo nghiệp của mình là mình phải bồi dưỡng trước cho mình là mình phải có tự giác, phải bồi dưỡng trí tuệ. Đức Phật đã từng 5 năm tìm học, 6 năm khổ hạnh, cộng lại thì sách giới chưa nói là 11 năm vừa tìm đạo vừa tu hành. Trong vòng 11 năm thì lúc đó là bồi dưỡng cho mình một cái nhân tự giác đó, một cái trí tuệ, một cái tự giác. Mà tự giác là thì mình tự mình phải có giác ngộ thì mình mới có an lạc được. Cho nên khi mà mình có tự giác được rồi đó, thì mình cũng được tự lợi. Vì mình tự giác thì mình không có sai lầm thân khẩu ý nữa, mà thân khẩu ý không sai lầm nữa, tức là mình có biết bạn. Thế tự giác đi với tự lợi. Mà có tự giác tự lợi rồi thì mình mới lợi tha được, mình mới giác tha được. Đó gọi là ngũ vị thần đạo nghiệp. Thần đạo nghiệp là thành cái đạo quả tự giác ngộ và giải thoát. Chứ đạo nghiệp không có nghĩa là mình làm nên sự nghiệp giàu có, sự nghiệp nhiều, chức tước nhiều, địa vị nhiều, sự nghiệp nhiều, chùa chiền nhiều, người ta quý kính nhiều, cái đó không phải vậy. Đức Phật thành Phật thì có,
nhưng mà mong người ta quý kính là không cần. Người nào đi theo con đường của đại của Đức Phật để học để tu để có giác ngộ giải thoát thì Đức Phật mừng quý, cũng có cái vui là mình cái nhiệm vụ tự lợi của mình xong rồi mình làm việc lợi tha, cái nhiệm vụ tự giác mình xong rồi mình làm cái việc giác tha, điều đó Đức Phật có muốn có vui. Nhưng mà còn muốn cho ta kính, ta quý, ta tôn trọng, ta lại một mình đó là Phật không có. Do vậy cho nên Đức Phật là bằng lòng làm một người khất sĩ cho tới khi chết, mà không cần địa vị, không cần danh vọng, không cần sự nghiệp. Và đó là ngũ vị thành đạo nghiệp phương thọ thử thực. Cái đạo nghiệp của Phật là giải thoát cái giác ngộ. Do vậy cho nên là trong lúc mà tôi làm cái bài thơ chơi này là tôi suy nghĩ những cái đó. Rồi tôi viết ra là thiền gia đa sự lắm lâm đông, vô sự che đi hiểu sắc không. Nhưng cái chữ sắc không này trong đạo Phật là phải học kỹ lắm, phải có thiền định mới hiểu được chữ sắc không. Chứ có những nhà học giả học giỏi lắm nhưng mà nói sắc sắc không không, người ta gọi đạo Phật là cái đạo sắc sắc không không. Người ta có đề cập tới cái tôi như vậy nhưng mà sự thật là hiểu cái chữ sắc sắc không không này là phải là tư duy quán chiếu sâu sắc mới thấy được. Chứ còn nói bằng ngôn từ sắc sắc không không, đạo Phật là đạo sắc không này, vậy là nói vậy là không trúng được cái ý nghĩa của câu kinh đâu. Mà cái người mà hiểu được sắc sắc không không rồi thì cái người này ta không thèm đa sự đâu. À, nó tôi mang vậy đó, là cái người đó là vô sự đấy. Hiểu được, muốn hiểu được sắc sắc không không phải là người vô sự. Cái người không cần sự nghiệp, không cần địa vị, không cần quyền lợi, không cần, không đam mê vật chất, không lưu luyến tiền tài danh vọng sự nghiệp gì hết, thì cái người này mới hiểu sắc sắc không không được. Do vậy cho nên là muốn hiểu được sắc sắc không không của đạo Phật thì phải là người vô sự. Nói ngược lại, người vô sự mới là hiểu được cái ý nghĩa sắc sắc không không của đạo Phật. Bởi vì nó là phát xuất từ cái kinh Kim Cang Bát Nhã và kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh, phải học kỹ hai cái bộ kinh đó mới hiểu được cái nghĩa sắc không đúng nghĩa và trọn vẹn ý nghĩa. Còn ngoài ra mà không học cái hệ Kim Cang Bát Nhã với Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh mà không rành đó là sắc không chỉ là ngôn từ đầu môi thất ngữ chứ không dễ gì hiểu. Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh đặt vấn đề sắc không là ta nói đúc kết, ta nói gọn. Còn hiểu rộng cái ý nghĩa sắc không không này á, là phải học cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thì tôi như cái lần chót cái bộ kinh này tôi rất là tâm đắc. Tôi rất là tâm đắc. Tôi cũng có gửi cho tặng cho Phật tử trong nước, cũng có một số gửi lòn ra được ngoài nước. Tôi hy vọng rằng là các Phật tử hữu duyên, mà công việc làm ăn của mình rồi hoặc
là lớn tuổi có điều kiện nghiên cứu cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật sau cùng tôi dịch tặng Phật tử đó. Và cái bộ kinh đó mới đi sâu vào. Đức Phật chỉ triển khai cho vấn đề ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, bốn cái tướng đó phải nắm vững. Về cái cách mà làm thế nào mà bốn cái thứ tướng đó nó thành vô, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Nghĩa là phải gạt bỏ hết cái niệm chấp ngã, phải loại trừ hết cái niệm chấp nhân, xóa bỏ cái niệm chấp không gian, loại trừ cái niệm chấp mắt và thời gian. Ngã tướng là bản ngã, là con người của mình. Nhân tướng là cái đối tượng, nó đối lập với mình. Còn chúng sinh tướng và thọ giả tướng nó tương quan tới cái ý niệm nhân duyên và nhân quả. Chúng sinh tướng là nó tương quan tới cái ý niệm về cái giáo lý, nhận thức về cái giáo lý nhân duyên. Còn thọ giả tướng là học kỹ nó rồi thì nhận thức được cái ý niệm như cái giáo lý nhân quả. Mà ý niệm nhân quả thì nó tương quan tới không gian và thời gian. Thời gian là nhân quả, nó tương quan tới về thời gian. Còn nhân duyên thì nó tương quan về không gian. Cái đó sâu sắc lắm, ta nghiên cứu kỹ cái ý niệm không gian và ý niệm thời gian, nó gắn liền với ý niệm nhân duyên và nhân quả của đạo Phật. Cho nên là chúng sinh tướng là tư duy quá chiếu sâu sắc về chúng sinh tướng thì Phật triệt tiêu được cái ý niệm chấp mắc về không gian. Mà tư duy quá chiếu về nhân quả mà sâu sắc á, thì Phật triệt tiêu ý niệm chấp mắc của thời gian. Cái đó là phải nghiên cứu sâu sắc. Vô sự chơi đi mới hiểu được sắc không? Phải buông bỏ hết về ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng mới trở thành cái người vô sự. Muốn trở thành người vô sự thì phải xóa bỏ ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Mà bỏ hết như vậy thì cái cõi đời này, cả không gian thời gian, cả ta cả mày, ta và mày, chúng nó đều không có được, không gian thời gian cũng không có luôn. Cái đó sâu lắm. Cái này có thể tư duy được, ai cũng có thể tư duy được hết, thấy rõ được hết, nhưng mà không phải ai cũng làm được. Phải có quyết tâm. Gọi là phát Bồ Đề Tâm một cách mãnh liệt thì mới làm cái đó được. Sắc sắc không không lời liễu nghĩa. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã nói vấn đề ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng gì? Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng.
kim bát nhã ba la mật đó, tâm kinh, tâm kinh tức là cái cốt lõi của cái hệ bát nhã ba la mật. Thì cái bài kinh đó nó sa lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Này sao để mất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Cái đó là không có học sao được, cái đó phải gọi là khó đó chứ. Sắc cái là vật chất, ví dụ như núi sông đất liền trời trăng mấy nước có cây hoa lá, thế thì cái đó là thuộc về sắc, thuộc về khoáng vật. Núi đất là thuộc về khoáng vật, có cây hoa lá thuộc về thực vật. Mà con người sống ở trong cái bầu trời, trong cái vũ trụ, trong cái cảnh giới núi sông đất liền trời trăng mây nước có cây hoa lá, nói cách khác là con người sống ở trong cái môi trường hoàn cảnh khoáng vật và thực vật đó, thì con người là một vật ở trong cái khoáng vật và thực vật kia. Con người là động vật. Theo khoa học ngày nay người ta chia ra thì trong cái vũ trụ này thì nó có khoáng vật, thực vật và động vật, mà con người là một vật, là động vật ở trong ba cái thứ vật đó. Thế thì con người cũng ở nằm ở trong cái sắc và không đó. Thế thì sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Vậy thì khoáng vật và thực vật chẳng khác không? Không có sợ sợ đó, sao lại nói chẳng khác không? Được không mà lại chẳng khác sắc. Thế thì cái không đó lại là cái không của nằm ở trong cái khoáng vật thực vật, ở trong đạo vật, khoan nghiệp thực vật, đạo vật của có con người ở trong đó. Thế thì thông thường là ai cũng nói rằng là cái nào không là không, một cái nào có là có, chứ sao lại vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất, vật chất là không mà không là vật chất, thế là nói cái gì? Rồi cái câu kế tiếp lại sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, rồi sắc là không và không là sắc, rồi thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thọ tưởng hành thức là nói về tâm sở của con người, còn cái chữ sắc đó là nói về khoáng vật và thực vật, thì động vật mà nói gì bên mặt vật chất. Còn khi mà đề cập tới cái chữ mà thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, thì thọ tưởng hành thức đó là nói về phần tâm của con người. Do vậy cho nên là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc đó. Thì chỉ rõ rằng là từ vật chất về mặt vật, về mặt sắc, cũng như chỉ rõ về cái phần tâm linh của con người là thọ tưởng hành thức đó, cũng đều là chẳng khác không. Mà ngay trong cái con người đó vừa là vật chất vừa là tâm linh đó,
giống như vậy. Cũng như vậy có nghĩa là cũng chẳng khác không. Cái phần của con người cũng chẳng khác không. Nhưng mà nó là không vậy chứ còn nó không phải là hoàn toàn không, không hẳn như là ta nói là có những cái không hẳn, có những cái không mà hoàn toàn không, trước sau, trước không, quá khứ không, hiện tại không và tương lai cũng không. Còn cái mà ngũ hỗn gia không này đó, khoáng vật, thực vật, động vật không này đó, nó mới là hoàn toàn không. Chỗ này là cái chỗ mà người học Phật phải có thiền định này. Trên đời này nó có những thứ không hẳn, hoàn toàn không, đã không, đang không và sẽ không, đó là lông rùa và sừng thỏ. Thí dụ như lông rùa là những gì, quá khứ không, hiện tại không và tương lai cũng không. Rùa có lông, chim có lông, cò có lông, trâu bò có lông, trâu bò thì lông mao, chim cò thì lông vũ. Còn như là lông rùa với sừng với thỏ mà có gọi là thỏ mà có sừng là không bao giờ có. Cái không đó là biến diễn không. Cho nên cái sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không và không là sắc đó. Cái chữ không này nó không phải là cái thứ không dính dính không như lông rùa không và sừng thỏ không. Vậy thì cái không này là cái không gì? Cái không này thì không có nghĩa là không thực. Không thực có một cái bản chất của tự nó để nó sanh ra nó. Từ cái chỗ mà mọi sự vật không có cái bản chất của tự nó để sanh ra nó, vậy mà có ra nó. Vậy thì cái có mà có ra đó là cái có đó là đạo Phật gọi là duyên sanh. Duyên sanh có nghĩa là do các cái tánh khác nhau, cái chất khác nhau, nó đưa ra nhau, nó hòa hợp nhau nó, mà nó sanh ra. Do vậy cho nên là nó có mà nó không có thực có. Nói một cái cách nữa là nó có mà nó không có cái tự ngã. Tự ngã là cái chấp tự ngã. Thí dụ con người mình chấp mình là một con người gì là mình, ai cũng cho là mình có một cái tự ngã chân thật của mình. Mà Đức Phật tu hành mà khi mà giác ngộ được cái đỉnh cao trí tuệ mà đã tới đỉnh cao giác ngộ cái chân lý rồi đó, thì Đức Phật thấy là không có tự, không có pháp nào có cái tự ngã của nó để nó sanh ra nó. Hoàng núi, tự núi không có cái tự núi để sanh ra núi. Quả địa cầu không có tự địa cầu để sanh ra địa cầu. Cái cây đa, cái cây thông, cái cây, tất cả cây, tất cả cỏ không có tự nó để nó sanh ra nó. Chỗ đó là cái chỗ học cái lý duyên sanh là cái chỗ đó đó. Để mà loại bỏ được cái chấp ngã và cái chấp ngã sở hữu của con người, học đạo Phật để thấy được cái tâm duyên sanh như quyển của giảng pháp, để loại bỏ cái đam mê, cái lưu luyến, cái quý trọng về cái bản ngã và cái ngã sở hữu của con người. Không đâu mà là cái đó. Do vậy cho nên là tôi cũng xin nhắc, người nào mà đam mê cái bản ngã quá nặng, quý trọng cái thân mình quá nhiều, quá nặng, và quý trọng cái ngã sở hữu, tức là cái tài sản, cái sự nghiệp, cái chức tước, cái địa vị hư giả bên ngoài, đạo Phật gọi đó là hư giả. Nhưng mà nếu mà người đam mê quá, ta thấy nó thiệt, ta thấy tài sản của ta là thiệt, tài sản tức là ngã sở hữu, sự nghiệp của ta là thiệt, đất đai nhà cửa của ta mua là thiệt, rồi ta xây cái tháp để ta chết, ta trồng ở dưới,
để cho nó chắc, người ta cho cái tháp đó là thiệt. Giờ người ta xây kim tỉnh ở dưới, người ta cho kim tỉnh đó là thiệt. Rồi còn có người giàu quá, người ta mua tầm chỉ tức là nhựa thông, ta mua cả cả tấn vậy đó. U giàu chơi kiểu đó hết sức chơi. Người ta quan niệm rằng là mua tầm chỉ đổ xuống đó, sau này đó cả ngàn năm sau đó, nó thành ra cái chuỗi hổ, nó thành cái hổ mắt. Để cho con cháu người ta xài hay sao đó không biết, nhưng mà người ta làm cái quyệt, cái hố là gọi là cái quyệt, quyệt là cái hang, là cái hố chứ không có gì cái đó. Ta xây rồi cái hố ra đó, ta xây gạch, mà thường thường là ta xây gạch chiếc, là ta để cho nó sạch sạch chút vậy thôi. Có người ta xây gạch đôi, gạch ba vậy, để cho nó chắc. Xây gạch đôi thành cái tỉnh to kỹ, rồi ta chừng để cái hòm xuống, cái hòm thì lựa đổ tốt giá hương quỳnh đàn nữa đó, rồi đổ tấm là thay gì là đổ đổ cát rồi đã sạch rồi, ở đây ta đổ bằng bằng tàu chỉ, cái đó là có thiệt đấy. Nhưng mà nếu giờ mình nói ta, người ta nói mình nói soi mói, người ta nghe mình giống như người bên Tây, ta nói mình là tại vì mình không có cái đó, mình ăn không được, mình muốn phá cho hôi, hay là trong còn giấc trong ăn, người ta nói đủ thứ. Cho nên là mình nói đại khái là cái chuyện đó có thật, mà chuyện có thật đó là đạo Phật thì không cần thiết. Tôi nói là tôi nói với cái quan điểm của những người đệ tử Phật, cái gì cần thiết mình làm, cái gì không cần thiết mình không làm. Bởi vì là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Vật chất chẳng khác không, không chẳng khác sắc, chẳng khác vật chất, vật chất là không mà không là vật chất. Từ thân tâm cảnh giới đều không có tự ngã chân thật, cho nên không có nên đam mê, không có luyến ái, không có bảo thủ là chi. Ta thấy từ được cái tánh duyên sanh duyên quyển của giải pháp, thành ra phải bớt. Nói bớt là mình nói dị tình ấy, chứ thật là tu hành là phải loại bỏ hẳn cái đam mê, cái lưới cái gì vật chất. Vật chất tức là sắc ấy, là hình sắc ấy. Thí dụ như là chết thì đừng cần cho cái hàm hồng quý, càng không dài dọc mà mua tổng chỉ mà đổ chứ cho nó tốt, mặc 50 triệu hay 30 triệu gì đó mới được tấn, mấy chục triệu gì đó không biết, mình được một tấn tàu chỉ bao nhiêu, nên mà đổ đến cái việc để làm cái gì. Cái đó là không nên làm. Cũng như tôi nói nãy là tăng liệm Đức Phật Thích Ca cho kỹ mà để gọi là đền ơn đáp nghĩa Phật không trúc, cái đó là để xử u mê ám chứ. Người đệ tử Phật mà có trí tuệ rồi không bao giờ người ta làm vậy, bởi vì vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không, không là vật chất. Thế thì cái thân này là cái xác, cái bằng sắc chất của nó là vật chất, thì quý nó là cái gì? Quý nó tại sao hồi sống không làm vua để ăn ngon mặc sướng, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, để chết rồi phải đòi tẩy luyện bằng theo cái kiểu của chuyển lương thân vua? Thế thì trí tuệ của Đức Phật ở đâu mà để cho dạy cho đệ tử mình làm mình cho mình như vậy? Không có, Phật không bao giờ có cái si mê như vậy. Mà Đức Phật đã thấy rõ cái chân lý gọi là thành đạo, là thấy được cái bản ngã không có tự ngã. Thấy một con người không có tướng ngã, ngay bản thân cái thân ngũ quẩn của con người không có tự ngã. Hỏi sao không có tự ngã, tại sao có tấm thân? Duyên sanh. Duyên sanh đó con, hỏi duyên sanh là cái gì? Nó duyên sanh đó là do đất, do cái có cái chất, nó rắn chắc, nó có hình xác, nó có tấm thân chắc giống như đất vậy, gọi là địa đại. Rồi nó một cái duyên thứ hai, nó
chơi cái chất và chất vật chất không được. Cái chất giống như đất nó không thành là con người được. Nó có cái nguyên thứ hai, nó là thủy đại, nghĩa là phải có nước. Cái chất ướt đó trong con người rồi, nó giống như nước ở trên đây gọi nó là thủy đại. Còn cái tánh là rắn chắc cứng khô để nó thành cái thân người đó là địa đại. Vì nó giống như đất mà gọi là địa đại chứ đâu phải là đất thiệt. Nhưng mà nó còn cố từ đất mà nó biết ra. Từ đất sinh ra cỏ, sinh ra cây, sinh ra trái, sinh ra ngũ cốc ngũ quả. Con người ăn ngủ có ngũ quả sinh ra cây trái đó mà mới nuôi được cái thân con người. Do vậy cho nên trong cái thân người là chất cứng gọi là địa đại. Mình địa đại không chưa thành con người được, phải có cái duyên thứ hai, cái chất thứ hai đó là thủy đại. Ví dụ như máu me và tất cả những cái nước để làm cho tôi dưỡng trong cơ thể mình đã gọi là thủy đại. Thủy đại không cũng chưa thành con người được, không sống được. Nó phải có cái nhiệt lượng ở trong người, nó có hơi ấm. Mà cái nhiệt lượng hơi ấm nó giống như lửa bên ngoài, mình thấy lửa bên ngoài nó nóng đó, thì mình gọi nó là quá đại. Đó là điều kiện thứ ba, cái duyên thứ ba. Rồi là vậy cũng chưa được, phải có cái hơi thở. Hơi thở, phải ra thở vào. Khoa học ngày nay thì gọi là hơi thở, ra thở vào đó là để lấy cái lượng oxy, lấy cái lượng oxy để đưa vô phổi được rồi. Xếp thì trong cái hơi thở đó gọi là phong đại. Mà phong đại trong đó, mà khoa học ngày nay thì gọi là trong đó có oxy nha. Chứ còn mà cái tốc, cái hơi thở mà không có oxy cũng chết. Thế thì oxy nữa là phong đại, rồi có cái chất oxy nữa, thêm đại nữa. Đó là nói gọn đó, còn nói nữa là địa thủy quả phong, còn không đại tức là không khí. Không khí để mình thở, lấy oxy đó, không đại. Rồi kiến đại, rồi thức đại. Kiến đại là những cái thức mà nó làm cho mình có cái sự nhận thức. Nó làm cho loài người, loài động vật nó thành ra động vật, chứ nó không phải là thực vật và khoáng vật. Thì cái đó là kiến đại. Và có thêm cái tánh đó, cái tánh để hiểu biết, để nhận thức. Nó khác hơn khoáng vật và thực vật, cái đó là kiến đại. Nhưng mà kiến đại nó làm cho có nhận thức, có hiểu biết. Thậm chí là có biết thân sống sẽ chết, chẳng hạn như con cá. Mà mình động tới nó là nó chạy chứ nó không ở cho mình bắt. Con thỏ, con cọp, con nai, con hươu, nói chung là động vật, con chim trên trời, con cá dưới nước, thượng cầm hạ thú, động vật. Nó chỉ có cái kiến đại thôi. Nghĩa là nó có cái sự biết, nó khác hơn khoáng vật và cái dạng vật khôn ngoan hơn tất cả các cái động vật khác là con người. Đấy, thế thì con người nó có thất đại vậy đó, là vì duyên sanh là vậy đó, chứ nó không có cái tự ngã đó nha. Vì vậy cho nên đạo Phật mà nắm được cái đó, quán chiếu thấy rõ được cái đó là thấy rõ rằng là cái thân ngũ quẩn thất đại này nó chẳng khác không. Nhưng mà nó vẫn có, cho nên nó không chẳng khác vật chất. Vật chất chẳng khác không, mà không chẳng khác vật chất. Nó không có cái thực chất của nó, nhưng mà nó vẫn có là một con người. Do vậy cho nên con người mà truy tầm cái gốc của nó là con người gọi là vô. Đạo Phật gọi nó là vô ngã, là nó không có cái tự thể để nó sinh ra nó, mà nó là trùng trùng duyên khởi. Ta gọi đó là giáo lý duyên sanh. Nó góp mọi thứ tinh hoa của không gian hợp lại nương gá, mà nó sanh ra con người. Đó là về mặt không gian, về mặt duyên sanh. À, cho nên không gian nó tương quan tới gì chứ cho lý duyên sanh.
gọi là chân lý nhân duyên, là chân lý nhân sanh, tương quan không nhạt. Thân thể con người nó góp tất cả những cái gì có ở trong trong cái vũ trụ, trong cái không gian này, rồi nó tác hợp nhau, nó nương gá nhau mà nó hình thành ra một cái thân, cái thân vật chất mình gọi là thân người đó. Do vậy mà trong kinh điển thì gọi thân người, rồi gọi là người, rồi gọi chơi vậy thôi, chứ không trúng, chưa gọi là trúng được. Còn cho nó thêm cái từ nữa là sát thủ thú. Sát thủ thú nghĩa là nói là người thân con người vậy mà gọi là người vậy thôi chứ không phải người. Cũng như gọi là chiếc xe là chiếc xe, chứ nó cả trăm món linh kiện mình gom lại thành gọi là chiếc xe. Chứ chiếc xe chẳng có cái gì là xe cả. Cả trăm cái thứ linh kiện gom lại ráp nó vô. Con người gọi là con người chứ nó không có người gì hết, nó là cả vô số linh kiện. Nào là đĩa, nào là thủy, nào là quả, thông, không, kiến thức. Rồi đĩa nó cái gì làm ra cái chất đất. Rồi thủy là nước, cái gì làm ra chất nước. Rồi quả, thông thì không bao giờ có cái chất ban đầu để cái chất nào đó tự nó sanh ra đó, không có. Do vậy mà Đạo Phật gọi chân lý đó gọi là cái thấy của Đức Phật, gọi là thấy được cái chân lý duyên sanh. Giải pháp do duyên sanh, pháp vật do duyên sanh, thực vật do duyên sanh, động vật mà động vật cao cấp là con người cũng do duyên sanh, không có tự ngã. Do đó mà Đạo Phật phát hiện ra cái chân lý vô ngã. Mà vô ngã có nghĩa là vô sắc, không có vật chất chân thật. Vì có cái vật chất không có chân thật, cho nên đừng có chấp, đừng có lưu luyến, đừng quý trọng cái bản ngã là con người này nhiều lắm. Nếu mình quý trọng nhiều lắm, mình quá đam mê, mình quá quý trọng nó là mình tạo nghiệp vì nó. Chỉ vì ăn mặc ở ngủ ỉa mà mình tạo nghiệp vì nó, khổ sở trong một cuộc đời, thậm chí giết chóc lẫn nhau, chiến tranh trên thế giới lẫn nhau, cũng chỉ vì ăn mặc ở ngủ ỉa. Đó, thế là vì bản ngã, mà kỳ thật cái ngã nó không có thật. Cái bản ngã đó là cái bản ngã do trùng trùng duyên khởi. Và suốt trong một khoảng thời gian, nó thời gian cũng không có chân thật. Thời gian nó không có chân thật. Mà thời gian không chân thật. Mà tìm ra cái gì là nhân, có cái gì cố định không có. Đều là tương quan tương duyên. Giờ thời gian thật sự không có. Ví dụ như tôi, giờ tôi là 83 tuổi đây nè. Các vị nhìn trong tôi cái gì là 83? 83 là cái gì? Vậy mà người ta thường gọi là 83 tuổi, tôi có người trăm tuổi nữa. Có người trăm tuổi. Rồi còn có người là sống có 3-4 năm chết thì gọi là nước chết yếu đó. Chứ cũng không có yếu gì hết đó. Tại nó vậy à. Tại nhân nó như vậy, duyên nó như vậy. Rồi lúc đó nó chết thì giống như mình trồng cây vậy. Có cây nó sống, nó lớn, có cây nó chết. Có cây nó không phù hợp, nó thiếu cái chất gì đó, nó không luôn bình được, nó chết thì mình gọi là người mình gọi là chết yếu. Chứ còn cây nó như vậy thôi, không có yếu gì hết. Tại tới đó nên như vậy, duyên vậy, nó ra cái quả vậy, nó báo như vậy, chứ không có gì yếu hết. Từ cái chỗ mà thấy được cái chân lý là giải pháp hay không giải pháp, cho nên là Đức Phật Thích Ca có con là nào la chết chết thật. Phật đâu có kể lễ gì đâu. Phật đâu có nói con tôi tội nghiệp quá, nó chết trước tôi, nó để cho cái môi trường hoàn cảnh nó làm tôi tre khóc ban vậy, con ơi Phật khóc được kia, sao con không được sống thêm nữa? Không có. Đức Phật nhìn giải pháp là bằng 10 cái món như thị. Tấn của giải pháp đó vậy, nó sanh vậy, nó trụ như vậy, nó di như vậy, nó diệt như vậy, nó thành như vậy, nó trụ như vậy, nó hoại như vậy, nó không như vậy,
tánh là như vậy, tốt là như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, như vậy là như vậy, gọi là cái chân lý. Phải nhìn giải pháp qua thật như vậy, cái đó mới là thấy được cái chân lý thật sự. Cho nên cái bài này cái đồ này chơi chứ mà học mệt lắm à. Mấy giờ rồi? Dạ tới giờ rồi sao? Tới giờ rồi. À vậy thì bây giờ lúc kết rồi cho nó hoàn hóa rồi nha. Cái người mà thấy được sắc sắc không không là lời liễu nghĩa lắm. Kinh mà phải dạy, kinh Đức Phật dạy, mà trên nào cái người đệ tử mà hiểu được cái chân lý sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc, cái đó mới là kinh điển liễu nghĩa. Các Phật tử nào có nhân duyên nghe cái này, phải tập nghe, tập thiền định, tư duy quán chiếu, chứ ngôn từ diễn đạt chân lý đương nhiên là khó lắm. Nói nó tới cái mức nào đó thôi chứ không bao giờ nói tâm cùng được. Mà các vị tiền bối tổ tổ xưa kia ta đã kinh nghiệm rồi, người ta mới sáng tạo ra một cái câu là như nhân ẩm thủy và lẫn đoạn tự tri. Tôi uống một tách nước trà, trà ô long ha, hoặc là trà 103 là 109 của Đài Loan, trà thơm dữ đó. Việt Nam mình bây giờ có nhiều thứ trà ô long ta trồng được và ta ướp đó. Mà uống cái trà mà nói cái vị trà, cái hương trà cho cái người ngồi kế bên đó hiểu được là không bao giờ nói được. Và cái người ngồi kế bên đó cũng không bao giờ hiểu được cái hương của trà, cái vị của trà, cái độ ấm lạnh của trà, không bao giờ nói được, không bao giờ hiểu được, không bao giờ tưởng tượng nổi cái hương của trà, cái vị của trà, cái độ ấm lạnh của trà. Dầu cái người được uống trà đó nói giỏi cách nào, cái người kia mà không uống là không bao giờ biết được cái hương, cái vị, cái độ ấm lạnh. Vậy thì cái người mà muốn biết được cái hương của trà, cái vị của trà, cái độ ấm lạnh của trà, người đó phải uống giống như cái người đã uống, đang uống. Do vậy cho nên tôi biết dầu cái thiện chí của tôi có tới đâu, tôi vận dụng ngôn từ kiểu nào thì cũng không làm sao mà truyền đạt hết được cho người nghe. Cho nên một thể nào mà có cái nhân duyên mà muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ của đạo Phật là phải và tập tư duy quán chiếu, đạo Phật gọi đó là thiền định. À thế thì là cái giáo lý mà chỉ có chỉ rõ về vấn đề sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc, thọ tưởng hành thức cũng phải nói như vậy, nghĩa là cũng nói thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không mà không là thọ, tưởng chẳng khác không, không chẳng khác tưởng, tưởng là không, không là tưởng, hành thức cũng vậy, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không, không là thức, vì nó cũng nhân duyên sanh như vậy, vì nó cũng nhân quả mà có như vậy. Năm cái gọi là ngũ quẩn, ngũ ốc đều nói giống nhau như vậy. Đó, thế thì sắc sắc không không là lời liễu nghĩa, là cái ý nghĩa vậy đó. Chỉ có cái giáo lý đó mới là giáo lý liễu nghĩa đại thừa, đại thừa liễu nghĩa. Chỉ có tu tập cách đó mới thấy được cái chân lý vô ngã của siêu vật hiện tượng. Và thấy được cái chân lý vô ngã rồi đó thì các vị mới thấy được cái chân lý vô thường. Mà thấy được chân lý vô ngã vô thường rồi thì các vị mới thấy được cái chân lý khổ. Và cuối cùng các vị mới thấy được giải pháp giải không. Cho nên là chỉ có cái giáo lý mà học hiểu được cái vấn đề sắc sắc không không thì mới là liễu nghĩa kinh
Còn bình thường khác là kinh phương tiện, cũng gọi là kinh bất liễu nghĩa. Kinh bất liễu nghĩa là cái nghĩa chưa có tận cùng, chưa có rõ rệt, chưa có thật sự là chân lý, tức gọi là kinh bất liễu nghĩa. Nói cách khác là kinh đó là kinh khế cơ, tùy theo cái hiểu biết của ai đó mà ta dạy những cách tu hành kiểu nào đó. Thí dụ như giờ các vị là tấm tình tham lam mà không giữ thô bạo nhiều quá, vô tới chùa là các thầy các vị sư người ta dạy các vị thôi con bây giờ con phải tập ăn chay đi, con quy y, con quy để chi để làm mà các thầy nói là con mua bán thì đừng nói dối nhiều nữa, nói ít vậy, nói dối gì vừa vậy. Chứ người nào người ta buôn bán người ta cũng tự khai, người ta nói cái giới gì là giới, chứ cái giới nói dối người ta không dám lắm, là tại vì buôn bán mà nó thiệt quá là khó bán không được, mà bán không được là không làm nên được là kinh tế tài chính cho gia đình. Cho nên người buôn bán nói bốn cái giới trong năm giới thì có thể giữ được, lâu lâu có phạm chút đỉnh là đi sám hối được, còn cái nói dối là phải cho nói dối, người ta không dám thọ, cái người buôn bán không dám thọ cái giới đó. Đó là ta dạy cái đó gọi là bất liệu nghĩa. Ta dạy ăn chay cũng là bất liệu nghĩa, ăn chay để cho mình nhớ mình để tự nhiên làm chút vậy thôi, chứ còn mấy cái đó là thành phật được. Cho nên đừng có vội ăn chay trường, ăn kỹ khó quẹt khó tiêu, hoặc là ăn bữa trái chuối già trái chuối xiêm với muối tiêu vậy đó, rồi tự tin rằng là mình ăn chay như vậy là mình phước lớn, không phải, không có phước gì đâu hết á. Cái này chẳng qua là mình không có giết hại xuất vật trong ngày đó vậy thôi, nó một phần nhỏ trong cái lực mà tu hành mà thành Phật, cho nó không phải là quan trọng lắm. Chỉ có hiểu được sắc sắc không không mới là lời liễu nghĩa, mới là kinh liễu nghĩa của đại thừa. Còn mình tu hành mình thiền gia mà mưu đồ danh lợi là nó hại cho tông phong đó nha. Cái câu kết này là cái câu để nói ra các vị thiền gia. Thiền gia là những thiền sư, những vị tu thiền, những vị ở trong nhà chùa, mà đa sự thì có khổ bản thân rồi mà mưu đồ danh lợi thì nó hại cho đạo Phật gì lắm. Đạo Phật mà mưu đồ danh lợi, mưu đồ sự nghiệp có gì là tự mình thủy bán đạo Phật ra, tự mình thao du cho cái đạo Phật của mình ra. Đạo Phật không có mưu đồ danh, không có đam mê danh, danh một cái thứ hư huyễn. Đạo Phật cũng không có mưu đồ cái lợi, cái lợi cũng là một thứ hữu di pháp như mộng quyển bà bảnh như lộ như điện. Mà cho nên là cái người mà ở đạo Phật còn mưu đồ danh và lợi và sự nghiệp đó là nó hại cho cái tâm phong. Tâm phong đó tức là cái dòng dõi cho cái truyền thống của đạo Phật. Những người nào mà mưu đồ danh là mưu đồ lợi là mưu đồ sự nghiệp mà ở trong thiền gia đó là coi như là tự hủy bán đạo Phật, tự hại cho đạo Phật, tự làm cho đạo Phật quê khổ nhờ dốc. Cho nên cái đó là cái mà hàng đệ tử Phật nên để ý. Mình làm một lần cũng có được đâu, phải tu tập, phải bồi dưỡng để tránh mỗi ngày mỗi gột mỗi rửa. Thiền gia nó sự lắm lắm đắm vô sự chơi đi hiểu sắc không. Cái người vô sự mà người vô sự giống như chơi vậy, người đó có thể bắt đầu đi vào cái giáo lý sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không hoặc không là sắc, sắc sắc không không lời liễu nghĩa mưu đồ đến loại hại tông phong. Tôi tính tôi không có nói nhiều, tính là nói tối đa chừng 4
45, 50 phút thôi. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì bởi vì cái việc mà cần nói, cần gửi gắm cho Phật tử đó, nói tới rồi nói lui, nói hoài thì gần như đó, có vấn đề nói đơn hoài. Do vậy mà lần nào cũng dư dở hết á. Thôi thì bây giờ mình đây mong rằng là đem được sự lễ cho phần nào cho Phật tử thì đó là hạnh phúc lắm rồi. Xin chào tất cả các vị.